đèn cầu vồng trở lại từ mấy đêm mừng. Sailing when I cross bridge, sailing when I cross bridge, wing 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 blue may have the way, wing 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 blue may have the way. Loving you, I take off my ring for you. Then go home, tell a lie to my dead mom. Sailing when I cross bridge, sailing when I cross bridge. Love, 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 storm a ring away. Love, 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 storm a ring away. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý giáo viên Hương Vĩ trình bày cho quý vị một ca khúc nổi tiếng là ca khúc Dân ca Bắc Bộ. Và quý vị có một cái trò chơi nho nhỏ dành cho quý vị là hiện nay trên sân khấu, quý vị mang theo có rất là nhiều món quà để trao tặng cho quý vị, những người có câu trả lời chính xác nhất. Kính thưa quý vị, câu hỏi thứ nhất mà quý vị muốn xin gửi đến quý vị đó là câu hỏi trong bài hát này là bài hát tên gì, tên tiếng Việt Nam là tên gì? Quý vị ở dưới khi còn vị có câu ai là người có câu trả lời sớm nhất thì mình sẽ nhanh chân chạy đến chỗ của quý vị, và phần quà nếu mà quý vị có câu trả lời đúng thì phần quà chắc chắn là sẽ thuộc về quý vị. Xin mình sẽ nhắc lại câu hỏi, bài hát vừa rồi được trình bày mang tên gì bằng tiếng Việt, có chị nào có câu trả lời không ạ? Xin mời bạn. Bạn có thể cho bạn ở đây trả lời bài hát tên là Cởi Áo Cho Nhau. Bạn và xuất sắc, nhưng mà xin chúc mừng cho tất cả những khán giả còn lại, cảm ơn bạn. Còn cái câu quý vị khán giả còn có câu trả lời khác không ạ? Xin mời bạn, xin mời. Đây là bài hát Qua Cầu Gió Bay, câu trả lời của quý anh đàn trai này hoàn toàn chính xác. Bạn có thể cho biết tên được không ạ? Bạn xin hoàn toàn cảm ơn bạn Tú đến từ trường cao đẳng văn hóa Sài Gòn, và đây là phần thưởng của bạn, bạn sẽ được sử dụng nước mắm Phú Quốc trong vòng 1 năm. Kính thưa quý vị, chuẩn bị đến từ quê hương Phú Quốc, cho nên là mới vừa rồi thì đặc sản ở Phú Quốc xin gửi đến quý vị. Và hiện bây giờ thì Phương Mỹ còn có thêm một câu hỏi nữa, tức người kể chuyện trong bài hát này đã trao tặng cái món quà cuối cùng nào cho người yêu của mình, quý vị có rõ câu trả lời không ạ? Xin mời quý vị, xin mời bạn ạ. Dạ, câu trả lời của bạn này là gửi cái quần, có đúng không ạ, quý vị khán giả? Xin mời chúng anh là còn cho làm tiếp câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời bạn, câu trả lời của bạn là gì ạ? Câu trả lời hoàn toàn chính xác đó là chiếc nhẫn, và bằng thường của bạn đó là một cặp rượu xuyên của mất. Kính thưa quý vị, hướng dẫn viên Hương Vĩ khi mà dẫn các đoàn khách đi từ các nơi ở khách từ khắp nơi trên thế giới, và thỉnh thoảng thì Hương Vĩ cũng muốn gửi đến cái tâm tình tâm hồn của người Việt qua âm nhạc, và bài hát Qua Cầu Gió Bay có lẽ là một bài hát đặc sắc nhất về cái giai làn điệu của quê hương Việt Nam. Và nhân đây thì hướng dẫn viên Hương Vĩ cũng muốn gửi đến một cái thông điệp là tất cả những bạn trẻ hãy yêu cái làn điệu của mình nhiều hơn nữa như vậy nhé. Và hiện nay trên sân khấu còn có rất là nhiều phần thưởng mà chúng ta sẽ tiếp tục vào phần thứ hai. Xin mời quý vị hãy cùng tham gia trò chơi với Hương Vĩ. Khi mà Hương Vĩ sẽ nói một cái giai điệu và chỉ về tay ông lúc nào thì mời quý vị vui lòng cổ ta nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đây là bài hát mang tên gì? Đi cấy. Câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác, đó là bài hát Đi Cấy. Và bắt đầu chúng ta sẽ cùng vào phần thưởng của bạn, đó là một bịch mực khô Phú Quốc. Một bịch khô của Phú Quốc. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài hát này theo Hương Vĩ nhé. Và khi mà Hương Vĩ giơ tay vào phía nào thì quý vị và các bạn sẽ vỗ tay, và quý vị không chỉ hướng thì có lẽ thì lúc đó là quý vị không vỗ tay nhé. Lên chùa để ngồi cạnh sen, lên chùa để ngồi cạnh sen, ngơ ngẩn để đi cây sen chân, bao cô có hẹn cùng chàng, có bạn cùng chàng. Ô tề